là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, nhưng từ lâu nay, giáo dục thể chất luôn bị coi là môn phụ, không nhận được sự quan tâm của các nhà trường cũng như chính các bậc phụ huynh. Để thay đổi điều này, yếu tố tạo ra sự hấp dẫn cho bộ môn giáo dục thể chất là điều cần làm. Trong bối cảnh đó, Snookball xuất hiện như một làn gió mới đã bắt đầu được đưa vào dạy như một môn học chính thức tại một số nhà trường. Các bạn biết đây màu gì không? Không biết. Đây là màu gì? Không biết. Rồi, đây là số mấy? Không. Đây là số mấy? Không. Đây là những hình ảnh trong buổi học thể chất tại trường mầm non Trang Đỏ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án khởi nghiệp Resport.vn phối hợp với nhà trường đã mang tới cho các em một hoạt động, một trò chơi mới, có sự kết hợp giữa thể thao và giải trí, Snookball. Chỉ chiếm khoảng diện tích nhỏ trong khuôn viên, nhưng đây lại là khu vực sôi động nhất và thú vị nhất đối với các em. Cảm con thích nhất là khi con không giúp cả. Ai, bóp ơi! Rất vui, cứ năm quả. Snookball là sự kết hợp giữa bộ môn bia truyền thống và bóng đá, hay còn gọi một cách đơn giản là chơi bia bằng chân. Điểm mới của trò chơi này là tính cơ động về luật chơi. Tùy theo độ tuổi và nhu cầu, người chơi có thể tự sáng tạo cách chơi như đưa quả bóng theo đường rích rắc hay nhận biết những con số, màu sắc trên quả bóng. Thông qua việc đưa bóng vào lỗ trống trên bàn chơi, các em sẽ vừa được tham gia những hoạt động rèn luyện thể chất, rèn luyện tư duy cũng như học được những điều vô cùng thú vị. Được học về tư duy, ví dụ như là nhận biết các cái chữ số ở trên mặt quả bóng, cũng như là so sánh nhiều ít hoặc là có thể là phép cộng ở trong đó. Và ngoài ra nó rèn luyện cho trẻ một cái gọi là khéo léo của đôi bàn chân. Thế và khi chơi với hình thức tập thể thì nó mang tính chất thi đua và nó kèm cho trẻ một cái tính là tự lập vượt khó. Hiện tại, Snookball được Resport cung cấp cho các trường theo hai dạng: mua hẳn trọn bộ trang thiết bị hoặc cho mượn trang thiết bị và trả lương cho huấn luyện viên theo buổi. Dù được phản hồi tốt, nhưng do còn quá mới và phải mất kinh phí để thuê hoặc mua, nên nhiều trường còn e dè khi tiếp cận với trò chơi này. Hiện tại thì mình mới đưa khoảng được 3 trường thôi, bởi vì cái năm đầu tiên thì mình phải hoàn thiện cái hành lang pháp lý của startup. Năm thứ hai thì mình hoàn thiện về mặt kỹ thuật của sản phẩm làm sao cho đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thì hiện tại là mình gặp khăn là cái sự tiếp nhận của các nơi thì còn hơi hạn chế. Khi trẻ được tiếp cận với bộ môn này, sẽ rèn luyện được sự nhanh nhẹn, rèn luyện kỹ thuật từ đôi chân, cũng như phát triển trí tuệ. Nếu việc ra sân cỏ chơi với bóng, không phải bậc phụ huynh nào cũng đồng tình, bởi nó luôn tiềm ẩn những chấn thương không đáng có, thì Snookball sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt với những phụ huynh có con đam mê bóng đá và kết hợp rèn luyện thể chất vô cùng hiệu quả.